Thế chú Giáp cho chú xin ý kiến nhá. Chú Giáp ngồi lên cái ghế của hãng của bên chú Fuji Luxury cảm giác như thế nào? Rất phê. Rất phê. Ôi lại còn rất phê. Thì có cái gì nữa không? Nó kiểu đánh hơi đau đau. À, hơi đau đau. Thế nào nữa? Nào. Con có thích không? Có. Có thích à? Thì con thích ngồi ngày nào cũng ngồi chứ? Không. Ngồi lâu không? Đi học về là con ngồi à? Hả? À. Thế là rất phê à? Ừ, thế thôi thì cảm ơn nhá.